Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn tuần mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là gọng kính mắt tròn nam nữ. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Kính mắt Lily cam kết 100% sản phẩm là ảnh thật shop tự chụp. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi mua và sử dụng sản phẩm. Shop nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vi phạm bản quyền hình ảnh. Thời gian ship chỉ từ 1 đến 2 ngày nếu mọi người ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh, các khu vực khác từ 3 đến 4 ngày. Bộ sản phẩm bao gồm hộp kính Lily, khăn lau kính, búc mắc, kẹp sách, chân kính làm từ nhựa dẻo giúp mang kính trong thời gian dài cũng không gây khó chịu hay đau ở vành tai. Mắt kính theo gọng là mắt kính không đồ. Các bạn có thể mang giá cần chống bụi và lắp mắt kính cần. Giá sản phẩm chưa bao gồm dịch vụ cắt mắt kính. Chốt kính chắc chắn giúp giữ form kính tốt. Kính được thiết kế thời trang phù hợp cho cả nam và nữ. Chất liệu là hợp kim, nhựa dẻo. Lưu ý khi đặt mắt kính cần loàn tại mắt kính Lily. Mọi người chat với Lily nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Mắt kính Lily xin phép chỉ nhận đồ mắt sau để đảm bảo chất lượng sản phẩm mắt kính. Độ cần từ 0 đến 6 độ, độ loàn từ 0 đến 2 độ, với mắt độ đổi màu từ 0 đến 1 độ rưỡi. Không nhận mắt viết. Tính năng từng phân loại sản phẩm mắt kính. Mắt kính chống xước 149.000, tăng độ cứng, hạn chế xước. Mắt kính nano 199.000, hạn chế phản quang, xước, giảm bám nước, chống tia UV 400. Mắt kính blue cotton 299.000, lọc ánh sáng xanh từ máy tính, giảm bám nước, hạn chế xước, chống tia UV 400, bảo vệ tốt cho mắt. Mắt kính đổi màu đi nắng 299.000, hạn chế xước, chống tia UV 400, đổi màu nhanh chóng. Mắt kính râm cần loàn 399.000, hạn chế xước, phủ cứng, chống tia UV 400, phản quang, đường kính 800, đường kính 80 mm, tránh bị lệch tâm khi lắp kính. Lily có bán kèm sản phẩm khăn nano chống mờ xương kính khi đeo khẩu trang. Bạn chat với Lily để chúng mình có thể gửi sản phẩm nhé. Hướng dẫn bảo hành sản phẩm: nên dùng cả hai tay khi đeo và giữ kính, tránh cầm vào trong kính, vệ sinh và lau chùi kính bằng nước xịt, lau xong chuyên dụng. Để kính vào hộp khi không sử dụng. Chính sách bảo hành của Lily: đổi hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu lỗi của nhà sản xuất, với điều kiện giá trị sản phẩm đổi ngang bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm cũ. Kính mắt Lily chịu trách nhiệm bảo hành kính mắt trong vòng 7 ngày kể từ ngày cắt kính. Trong quá trình đeo có bị lỏng ốc, shop hỗ trợ vặn vít miễn phí cho khách, vệ sinh miễn phí kính định kỳ. Sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.